Chào anh em, mắm CNC full bài chế full cho 150 về gắn như zin. Anh em chỉ việc xỏ cốt và vặn ốc là gắn nha anh em. Mình là Quang Shop, thì hôm nay mình xin giới thiệu và review đến anh em xem full cặp mâm CNC High Lot của X1R mới tung ra thị trường. Đó là đẹp mẫu mâm sấy CNC. Đó, full thì bên mình là có đĩa trước đĩa sau, bạch đạn ống chỉ cục canh là bên mình đã xử lý cho anh em, về chỉ việc gắn xỏ cốt là gắn nha anh em. Đây là thương hiệu Highlot. Bản là bản 4.6 nha anh em. Ở sau là 4.6, ở trước là 4. Rất thích và phù hợp cho anh em đi những cái form nhỏ, vỏ nhỏ. Nói chung là cái size này là phù hợp cho anh em đi là từ 60 cho đến 90. Là đẹp, đẹp xe. Giống như nếu anh em đi trước 7 sau 8 là cân đối. Hoặc trước 8 sau 9 là cũng cân đối luôn. Bởi vì E150 là dòng phân khúc 150 phân khúc cao, tốc độ cao. Thì anh em có thể đi, nói chung tùy, thích form Malay, thích form Indo, thích form Thái Lan thì đi theo size vỏ nhỏ. Còn form ăn chắc mặt bền, dạo phố vui vẻ thì chúng ta có thể là đi vỏ từ 70 cho đến 80-90. Mâm rất là đẹp nha anh em. Mẫu mâm Highlot thương hiệu của X1R mới tung ra sản phẩm thị trường mới nhất. Bên mình đã làm là full bạch đạn ống chỉ, đĩa trước đĩa sau, tặng cho anh khách cặp van vòi. Này là tặng cho anh khách cặp van vòi inox. Về là gắn, không có phải chạy lon ton đi nữa. Về sàn vỏ qua nha. Đây là thương hiệu Highlot nha anh em. Mâm CNC. Đó. Trước 4, sau 4.6. Đã fix về cho anh em gắn cùi dĩa của E150 là như zin nha. Mẫu mâm rất là đẹp nha anh em, sấy CNC. Bên mình làm rất là thẩm mỹ nha. Sau khi làm thì bên mình cũng đã xử lý để về cho anh em kéo ra, kéo đó là thẩm mỹ. Còn ở trước đó. Đây anh em nhìn không, rất là đẹp. Đĩa là bên mình là full hết, ngay tâm hết, về anh em chỉ việc gặn ốc xỏ cốt là lụm ha, ngay tâm, ngay lỗ tâm ốc đó, đó. Ở sau cũng vậy, cũng ngay lỗ tâm ốc để cho anh em là về chỉ việc gắn thôi. Bên mình chuyên nhận phích lỗi cũng như là sửa các sửa lỗi của những cái mâm chế của anh em trước đó. Nếu anh em nào đang đi mâm chế hoặc là mâm độ mà bị lỗi thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Shop để mình nhận phích lỗi cũng được, lắp ráp canh chỉnh lên xe cho anh em. Đó, vậy là anh em chỉ việc gắn thôi, không thay bát, không thay bát. Này là áp dụng cho những anh em đang đi là bát heo zin. Đó. Cho nên là mình không thay bát. Mình có hỏi anh em có thích lên gì không, nên trước tiên nhận làm thì mình cũng tư vấn kỹ. Đó. Anh em rất nhìn rất là đẹp ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video. Nếu anh em nào cần sản phẩm tương tự hay là tất cả các sản phẩm đồ chơi phụ tùng xe máy thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Anh Shop, gọi số điện thoại 0985 443 051 hoặc Zalo cũng số đó luôn. Rồi cảm ơn anh em.